Ngọc Anh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Ngay trong video này, Ngọc Anh sẽ quay review cho quý vị một ngôi nhà giá hơn 1 tỷ 6 mà tại quận Hà Đông. Hiện tại giá ngôi nhà này đang là rẻ nhất thuộc quận Hà Đông thưa quý vị, với ngôi nhà 3 tầng xây mới, diện tích 31 m², xây mới 3 tầng, hướng nhà là hướng đông nam, ngõ trước nhà khoảng tầm 1 m 6 và cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm 70 m. Ở đây thì có 2 căn đã bán một và chỉ còn một căn thôi. Giá bán hợp lý, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Sau đây mời quý vị theo chân Ngọc Anh vào khám phá cụ thể ngôi nhà này với vị trí thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với trục đường quốc lộ 6, phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông, quý vị đi làm ở Chương Mỹ, quý vị đi làm theo cung đường tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, đi làm ở cung đường thẳng Nguyễn Trãi Thanh Xuân đều rất là hợp lý. Và căn nhà này thì xây mới hoàn toàn. Và theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Mời người theo em vào khám phá ngôi nhà. Với phần cửa chính thiết kế cho quý vị là lớp cửa gỗ. Đó. Và căn nhà thì vừa mới hoàn thiện xong hết, còn một chút phần dọn dẹp vệ sinh nữa là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Căn nhà đây, ngoài đang đứng ở phần tầng 1 của ngôi nhà với phần phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng khách. Có cửa sổ thông thoáng hiện tại, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Căn nhà giá bán rẻ, hợp lý. Quý vị có thể trả trước tầm 600 triệu tiền mặt là quý vị đã có thể sở hữu em nhà xinh xắn, nhỏ nhắn và giá rẻ, lại còn đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng nữa. Với căn nhà này thì nằm ở trong khu dân cư đông đúc, thuận tiện đi lại cho quý vị như em vừa chia sẻ, cũng như những cái tiện ích hàng ngày, chợ, trường, phường, trạm đều rất là gần với ngôi nhà. Phạm vi bán kính khoảng tầm 700 m là đầy đủ hết. Tiếp theo của ngôi nhà ở phần tầng 1, đây là chính là phần phòng bếp. Với phần không gian phòng bếp hoàn thiện xong hết, chỉnh chu đầy đủ, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Phần tủ bếp thì thiết kế gỗ MDF với cái tông màu trắng. Xung quanh bếp thì là ốp kính, ốp bếp, mặt bếp, ốp đá, granite, phụ kiện bếp lắp đặt đầy đủ cho quý vị rồi. Theo như hiện trạng là chỉ việc dọn đồ về ở luôn thôi. Hồ sơ điện nước xong hết cho quý vị. Trong phòng bếp này cũng được chủ đầu tư thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, cũng như là tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh nhỏ để đáp ứng nhu cầu sử dụng vệ sinh ở dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, lavabo, hệ thống máy bơm nước lên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ cổ trụ tay vịn cầu thang ở đây thiết kế cho quý vị công năng sử dụng là gỗ mọi người nhé. Cổ trụ tay vịn đây, mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen và cổ trắng. Ngoài review cụ thể với cái hướng nhà là hướng đông nam, giá bán hơn 1 tỷ 6, vị trí là thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Tất nhiên 100% những căn nhà em quay review tới quý vị là sổ sách chuẩn chỉnh, pháp lý rõ ràng thì bên ngân hàng người ta mới hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất và với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Mọi người muốn tìm hiểu về phần ngân hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh để em tư vấn thực tế, cũng như có thể sở hữu ngôi nhà giá rẻ này thì mọi người đừng chần chờ gì mà gọi ngay cho Ngọc Ánh để được tư vấn và đi xem nhà mới nhất, nhanh nhất nhé. Mời người theo em tiếp theo lên các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Một ngôi nhà giá rẻ mà vẫn đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng. Một ngôi nhà giá rẻ, tuy nhiên về phần thiết kế cũng như hoàn thiện của ngôi nhà khá là chỉnh chu, phù hợp với lại tầm tiền cho quý vị. Với trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng, 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Cửa sổ thông thoáng, hệ thống trần thạch cao, phòng ngủ. Đây, phòng ngủ được lát gạch gỗ mọi người ạ. Cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ. Hành lang đi giữa hai phòng rất là rộng, thoáng. Đây. Hướng nhà là hướng đông nam, rất là mát quý vị ạ. Và với cái thiết kế hợp lý, đơn giản, không cầu kỳ quá, nhưng mà về cái công năng sử dụng rất là tối ưu. Bởi vì tầm tiền của nó rẻ, hiện tại bây giờ đang là rẻ nhất của quận Hà Đông rồi. Đó, tại thời điểm Ngọc Ánh quay cho quý vị thì căn này đang là giá bán hợp lý nhất. Phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng ngủ trước sau. Đây, đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen tắm, lavabo, đầy đủ thiết bị vệ sinh cũng như là quạt hút mùi. Và trong phòng vệ sinh này thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Hành lang đi vào giữa hai phòng tương đối là rộng, cầu thang ở giữa với một căn nhà diện tích 33 m đấy mọi người ạ, không phải là 31 m đâu, thiết kế tương đối là hài hòa. Mời mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và Ngọc Anh đang đứng ở đây là phần tầng 3 của ngôi nhà,
Trên tầng 3, chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể làm phòng thờ, phòng ngủ tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Mỗi một hộ gia đình thì có cái nhu cầu sử dụng là khác nhau. Ví dụ mà ở nhiều người thì trên này có thể thiết kế làm phòng ngủ, mà ít người thì quý vị có thể làm phòng làm việc, phòng kho, phòng thờ và phần còn lại thì là sân phơi. Nói chung với căn nhà này thiết kế tương đối chỉn chu, đầy đủ. Đó. Giá bán hợp lý, quý vị có thể bỏ ra một số tiền mặt nhất định tầm 600 triệu. Phần còn lại quý vị được hỗ trợ ngân hàng. Thực ra trong tất cả các hình thức vay mà liên quan đến ngân hàng thì hình thức mua nhà là hình thức được vay dài hạn nhất. Đó, rẻ hơn bên vay ô tô rất là nhiều và lãi suất của nó cũng cực kỳ là ưu đãi. Cho nên mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí mua nhà cũng như là để đi xem nhà và chỉ còn một căn giá rẻ duy nhất này thôi với giá hơn 1,6 tỷ mà sổ đỏ, chuẩn chỉnh, pháp lý rõ ràng. Hướng nhà là hướng đông nam và ngõ thì tương đối là nông gần với đường ô tô thì mọi người còn chần chờ gì mà không liên hệ ngay trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt theo hai số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 để có thể được tư vấn cũng như đi xem nhà sớm nhất, sở hữu cho mình ngôi nhà ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.